Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn đã đến kênh Chăn Nuôi Bến Tre ha. Hôm nay em lên con bò chữa đứa thứ ba ha, cấy nha. Đó, con này tặng loại độ con chú anh chị, bò xin tặng lớn nha. Con bò này hồi nãy em có thương lượng giá cả và em cũng có đo rồi, là 1m35 bò ha chú anh chị. Bò này gu bật nè, xin gu bật nhìn rất lực như bò đực không. Đó, bây giờ em quay hình ảnh chi tiết thước đo và giá cả cho con bò này cho chú anh chị mình xem ha. Mọi người đừng quên đăng ký kênh cho em ha, ủng hộ em để theo dõi những clip mới nhất về kênh mua bán bò trên kênh Chăn Nuôi Bến Tre chú anh chị. Ủng hộ em đăng ký kênh và em có động lực làm nhiều video hay nữa ha. Đây bò lắc tặng dữ không nè, em quay chiều tầm xa nè. Con này đi lúng chuyền nhưng mà nó đi lúng hơi ngắn ha, chân cẳng em thấy móng sò ha, cầm đứng thẳng hoàn thiện, không có bú ép xe hết chú anh chị. Cái dạo yếm ghê không, bò đúng mẫu luôn, bò xin gu bật, hàng hiếm khó kiếm đấy chú anh chị. Đó, màu đỏ mặt luôn ha, thả đòn dài cao to. Đó thì cô chú anh chị mình xem, giờ em quay chi tiết từng chi tiết ha. Sái nè, thấy cán là nghiêm chỉnh ha, sái lưng hoàn thiện ha chú anh chị. Sái lưng đây cung là như bò đực không, cung bật nè, bò xin cung bật nè, hàng hiếm ha, khung tàn lớn, bò độ. Bò này thì chủ nhà nó là cấy rồi, nhưng mà chủ nhà nó tại vì bò trong chủ nó nhiều quá chặn chiếc bớt nên cái ảnh không biết cái kem ha ba bê, ảnh quên này biết sao quên không, tại vì dưới em quyền công ty với em á cái là không có đưa giấy gì hết đó chú anh chị. Mình kêu phú bê để cái là sò lòi xong rồi không có cần đưa giấy gì hết á, nên không có nhớ được ha. Đó, chữa lưới thứ ba em bán em bao chữa bao lòi ha chú anh chị. Bò là chữa là 6 tháng rưỡi ha chú anh chị. Đó, cũng may chủ nhà nhớ ngày tháng á chứ không là thua luôn rồi, nhưng mà cái kem hai ba bê không biết ha. Cũng may chủ nhà nhớ ngày cấy, chủ nhà có ghi ngày cấy mà không có ghi cái phối giống gì ha. Qua tòi đen màu đó mặt đẹp không, cái sống lưng nè, có 2 gan của em luôn á. Con này mua về mình nuôi o bế lại là nó lên thịt dữ dằn lắm, da đắc lực nè, thấy không, gây kiếm nè, hết phương kiếm không, chân nè, chân trước nè, móng sò cầm đứng thẳng hen, xương cũng to hen chú anh chị, chân sau nè, đó, vú thì 4 vú hen chú anh chị, 4 vú nè, lúng nè, dạo lúng mà lúng chiều mà nhưng lúng hơi ngắn hen chú anh chị. Cái này vú nè, con này biết rồi, à, da mỏng mà lông nhuyễn vậy là biết con bò nữa, sao rồi hen chú anh chị. Em cũng không quảng cáo nữa, em quay trực tiếp hình ảnh chi tiết thì cô chú anh chị mình thấy ưng ý liên hệ cho em ngay kẻo lỡ ha. Bò là gu bật nè, tướng lỏng lãnh, dài đòn cao, xin gu bật đó, xin gu bật thì cô chú anh chị mình kiếm là nó ăn nè, ăn cỏ nó ăn gây hồn luôn. Đùi nè, cái gai không đùi không, đùi sao nè, anh quay quay cận cảnh từng chi tiết luôn ha. Vú là 4 vú ha, chân sau móng sò màu đỏ mặt, coi dáng đứng là rất đẹp ha chú anh chị. Đó, đó thì mình quay cận cảnh ha. Nè, bò nè, thất phương không, đây cô chú anh chị mình thấy quan tâm liên hệ cho em ha. Giá bò này đưa ra là 43 triệu ha chú anh chị, 43 triệu, chủ nhà đúng 43 triệu nhưng mà cũng còn phụ chút đỉnh tiền xe.
cho cô chú chị mình đường xe về gần xa ha. Em quay hình ảnh chân thật ở trong xã ngoài vậy thì cô chú chị mình xem trực tiếp đây mua luôn, khỏi phải đi xuống tốn tiền chi phí coi bò đi lại ha. Gu nè, thấy hấp thương không? À, nhìn vô tưởng gu gu bò đực không à, lực gây hồn xin nè, hiếm có nè. Đó, bò đúng hàng mẫu ha, mẫu nuôi sống giống sinh sản nè. Đó, chữa là 6 tháng rưỡi, giá là 43 triệu. Kiếm nè, thấy ghê kiếm không? Kiếm lòng thòng lạch bạch luôn. Đây hàng khủng ha, cao 1m35 bò, dài đòn, đuôi nè, kệ đuôi toàn. Thấy ghê cái gu không? Thấy gu còn mê mà. Nè, bộ xiên nha, nhắc lại bộ xiên nha chú chị. Đó, lúng à, lúng có lúng à, hơi ngắn à, lúng chèn mà lúng ngắn hơi uổng bò nè, bò mà lúng nó dài cái nữa nè, không có bán giá này đâu chú chị. Đó, nó thiệt luôn á. Đó thì cô chú chị mình xem ưng ý liên hệ cho em số điện thoại màn hình ha. Đây, chân cẳng rồi hoàn thiện hết. Đó, em bán này em bao lòi ha, bao chữa chú anh chị. Vụ buôn bán này bò lòi lắm, chữa nẻo vậy cô chú chị mình đừng sợ. Đó, nếu có vấn đề gì điện em xin bắt bò về vậy thôi. Gơi hộn bò ha. Nè, chân cẳng là cơm nướng thẳng đẹp không, móng móng sò. Bò này nó hơi cũng không được mập ha. Đó thì mua về mình chăm sóc kỹ lên cái là ngon hả chú chị. Tàn lớn ghê luôn, dài đòn. Đây, quay lại cái sái được đầu mặt được ha, sái đây bò chủ nhà nó đang dữ dằn lắm, gu gu bọt. Đích các phương màu đỏ mặt đẹp ghê không, đúng kiểu mẫu hen chú anh chị. Đuôi gần đụng đất luôn, đi tướng nè, gơi hồn không. Thì nhờ em nhắc lại chiều cao của nó là 1m35 bò ha, cô chú anh chị mình thấy ưng ý thì giá cả là 43 triệu, còn thương lượng nha. Thì giờ em xin kết thúc với tại đây, mong cô chú anh chị mình xem liên hệ cho em, đừng quên đăng ký kênh ha. Chào tạm biệt cô chú anh chị mình, gặp clip sau nha.